trân trọng chào mừng và cảm ơn các bạn đã đến với chuyên mục Món ngon, sống khỏe của chúng tôi. Xin vui lòng đăng ký kênh để xem những video tiếp theo miễn phí. Cá chuối có vị ngọt, bổ khí huyết, thanh nhiệt, an thần. Những người bị bệnh và sản phụ đều ăn được. Cá chuối đặc biệt tốt cho những người bị bệnh phổi và bị bệnh tim. Cá chuối sống thích hợp ở ao, đầm, sông ngòi có mặt nước yên tĩnh. Có hai loại cá chuối, chuối hoa và chuối sộp. Cá chuối hoa sống trong môi trường tự nhiên, đầu nhỏ, thân hình thuôn dài cân đối, sống lưng màu đen sẫm, hai bên sườn và bụng màu vàng trắng, ánh như đồng thau, xen lẫn màu sẫm đen tạo thành hoa văn nhỏ. Cá chuối sộp thì đầu to hơi dẹt màu đen, thân dài tròn trĩnh, đặc biệt lưng có màu đen đậm, bên sườn và bụng có màu nâu và xám lẫn lộn. Hiện nay trên thị trường có bán cá chuối hoa công nghiệp. Chuối hoa công nghiệp thì béo, phễnh bụng, thân hình to hơn, ngắn hơn, lưng có ánh xanh mờ, hoa văn to, nhìn như da chăn. Loại chuối hoa này không ngon bằng chuối hoa tự nhiên và chất lượng cũng kém hơn. Cá chuối rất tốt cho sức khỏe con người. Chúng ta có thể chế biến nhiều món ngon từ cá chuối. Trong video này, chuyên mục Món ngon sống khỏe xin chia sẻ với các bạn món cá chuối hấp xì dầu. Đây là con cá đã được đánh vảy, bóc mang, lấy ruột. Thân cá lúc này rất nhớt. Để cá hết nhớt, không có mùi tanh, chúng ta rửa sạch cá trên vòi nước. Sau đó lấy một ít muối, đem vắt chanh vào, trộn đều và sát lên mình cá. Tiếp theo, chúng ta rửa sạch lại cá. Lúc này, thân cá không còn nhớt nữa. Khi cá đã được rửa sạch, chúng ta cầm nghiêng dao để khứa cá. Lưu ý, chỉ khứa phần thịt cá, không khứa sâu vào xương cá. Bây giờ chúng ta làm nguyên liệu để ướp cá nhé. Nguyên liệu ướp cá gồm có xì dầu, hành củ, hành hoa, gừng và đường. Hành củ và gừng đem thái chỉ, hành hoa cắt vát, chẻ dài khoảng 4-5 cm. Đổ xì dầu vào bát. Tùy trọng lượng cá to, cá nhỏ mà ta lấy một lượng xì dầu cho phù hợp. Bỏ hành củ, gừng đã thái chỉ vào, cho thêm một thìa cà phê đường, sau đó trộn đều. Chúng ta dùng hỗn hợp trên sát đều lên đầu, lưng và hai bên mình cá, cho một ít vào mang và bụng cá. Ướp cá khoảng 30-40 phút. Thế là mình đã ướp cá được 30 phút rồi. Bây giờ chúng ta hấp cá nhé. Đổ nước vào xoong chứa nước của nồi hấp. Lượng nước nhiều ít tùy thuộc vào cá to hay nhỏ. Đặt vỉ hấp lên trên, đập dập mấy củ sả đặt dưới đáy của vỉ hấp. Đặt cá vào vỉ, hấp cá với mức lửa vừa phải trong khoảng 25-45 phút. Trong thời gian đợi cá chín, chúng ta pha nước chấm cá, pha nước mắm và nước sôi để nguội với tỷ lệ 1:1. Lấy một nhánh gừng tươi gọt vỏ đập dập băm nhuyễn, 2-3 tép tỏi cũng đập dập băm nhỏ, cho cả hai thứ trên vào bát. Cho tiếp một thìa cà phê đường, một thìa cà phê nước cốt chanh. Nếu các bạn ăn được mì chính thì cho thêm một chút ớt bỏ hạt thái phát thả vào. Chúng ta đánh đều. Thế là bát nước chấm đã hoàn thành rồi các bạn ạ. Chúng ta tiếp tục chuẩn bị nguyên liệu cho xoong canh. Hành hoa cắt khúc dài 3-4 cm. Cà chua bổ miếng cau. Đậu bắp cắt xéo dài 2 cm. Mùi tàu, tía tô, xương sông, lá lốt thái nhỏ. Giá đậu rửa sạch,
nấm hương, ngâm rửa kỹ, bỏ cuống. Thế là cá đã hấp được 30 phút. Bây giờ mình thử kiểm tra xem nhé. Các bạn xem này, thịt cá nở đều, màu trắng. Thế là cá đã chín rồi đấy. Lưu ý, nếu quan sát thấy thịt cá sát phần thân cá có màu trong, chưa ngả màu trắng là cá chưa chín hẳn. Chúng ta phải tiếp tục đun một lát nữa các bạn ạ. Khi kiểm tra thấy cá đã chín, rắc hành hoa và một chút hạt tiêu lên cá. Sau đó đặt cá ra đĩa. Bây giờ chúng ta dùng nước hấp cá để nấu canh các bạn nhé. Nếu nước trong xong còn ít, chúng ta chế thêm vào một lượng nước đun sôi vừa phải cho phù hợp. Cho vào xong một ít bột canh, đánh đều. Trước tiên chúng ta thả cà chua vào, đun sôi 1 đến 2 phút. Thả tiếp đậu bắp và nấm hương, đun sôi trong 1 đến 2 phút. Chúng ta thả tiếp giá đậu. Khi nước sôi trở lại, cho thêm rau thơm bao gồm hành hoa, mùi tàu, lá nốt, tía tô, xương sâm. Phần rau thơm này tùy khẩu vị từng gia đình để các bạn cho thêm nhé. Cuối cùng chúng ta tắt bếp, nêm nếm vừa ăn. Món cá hấp xì dầu này thích hợp cho cả 4 mùa trong năm các bạn ạ. Và những ngày cuối tuần cả nhà sum họp được thưởng thức vị ngon ngọt của cá, vị thanh mát đậm đà của món canh cùng mùi thơm của cơm tám thì tuyệt vời, phải không các bạn? Chúc quý vị và các bạn sống khỏe, vui vẻ cả ngày và đừng quên chia sẻ video này cho những người thân bạn nhé.